Bài 6, kỹ thuật rửa dạ dày. Sau khi học xong bài này cần đạt những mục tiêu gì? Cô trò chúng ta sang phần thứ nhất là phần mục tiêu. Một, trình bày được chỉ định chống chỉ định của rửa dạ dày. Hai, kể được quy trình chăm sóc người bệnh rửa dạ dày. Ba, thực hiện được quy trình rửa dạ dày cho người bệnh trên mô hình. Bốn, rèn luyện thái độ ân cần, thông cảm trong quá trình rửa dạ dày cho người bệnh. Đại cương rửa dạ dày là thủ thuật đưa ống thông vào dạ dày để hút và rửa sạch các chất trong dạ dày ra ngoài như thức ăn, dịch vị, chất độc nhằm mục đích loại trừ chất độc trong dạ dày, làm sạch dạ dày để phẫu thuật và điều trị. Chỉ định ngộ độc thức ăn, thuốc, hóa chất, chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật đường tiêu hóa, nôn không cầm, người bệnh hẹp môn vị thức ăn dịch vị ứ đọng trong dạ dày, người bệnh cháy máu dạ dày có chỉ định rửa trong hệ thống lạnh. Chống chỉ định tổn thương thực quản do bị phỏng, ngộ độc axit hoặc ba dơ mạnh giãn tĩnh mạch thực quản do bệnh lý, xơ gan, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, u dò thực quản, phồng động mạch chủ ngộ độc quá 6 giờ, người bệnh thủng dạ dày, người bệnh suy kiệt nặng, bệnh nhân hôn mê, nếu rửa phải đặt nội khí quản. Quy trình kỹ thuật quy trình chăm sóc người bệnh rửa dạ dày lưu ý những người bệnh tim, có thai, suy kiệt có tiền căn xuất huyết dạ dày, phải rửa dạ dày cẩn thận và nhẹ nhàng nên dùng ống thông mũi dạ dày để rửa những người bệnh ngộ độc thuốc dày hoặc clozocaine, điều dưỡng phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ hồi sức trước khi rửa vì các loại thuốc này dễ gây kích thích hô hấp và tuần hoàn nên người bệnh có thể bị ngừng thở trong khi